Cooney, yes. Ngày hôm trước thì Zach đã thắng Xbow Master. They look like they're on stage. They look like they're. Bởi vì là ở vòng bảng họ cũng bảng. Thousands and millions of people, whatever, at home. It just doesn't seem to phase like Kensameshi at all. And because Kensameshi isn't phased. We rest 60%. It's just like, yeah, right. If you're not scared, I'm not scared. Yeah. But what are they doing different? Like, I can't see in the games what they are doing differently compared to other teams. It's just they play pretty flawless. I mean, there just don't seem to be mistakes. You know what I và mean? Và bây giờ sẽ là một trận đấu mong chờ nhất ngày hôm nay, Zach Echo Master. I see a lot of mix-up of spells, bringing the right spells at the right time, you know, knowing when they can use those rockets or lightnings effectively, knowing that if you have, you know, a hog rider, knowing when to freeze, when not to, making good calculations, and playing unreal good defense. I mean, you said at the beginning, they weren't taking, like, any damage. It finally happened, but for that first minute, they basically took no damage. Anyway, let's talk about this 1v1, because this is what we are all here to see. Jack versus Xbow Master. During the break, we did see those videos where Xbow Master was talking about games with Jack. Yes. And they were pointing out mistakes. Jack and Dabon were pointing out mistakes for both players. But you can see that the confidence is there for Xbow Master going against Jack. Good luck, is it going to continue here? Who knows? Because we've seen Xbow Master today perform alright. Destroyed mine in the last game. World Breaker, bad. Alright, Jack is going back into rồi. The Wall Breakers. Goblin Cage and that Goblin Brawler. And good. Web Jack. Không, Zach hình như là chơi deck của nó rồi. Bedroll rồi. Zach chơi deck của Bedroll rồi. Long to buy him a little bit more time there. And get rid of that barbarian and put enough damage into the Valkyrie. Doctor Deck of Bedroll, he feels like Bomb Fighter, Bomb Tower. Doesn't quite know what to do with the fire. Right now, we see the cage, the Valkyrie, the Bar Barrel, the Ice Wiz. Like, how is he gonna try to make this work against things like the Wolfbreaker? Tornado! Oh, the Wolfbreaker! Ooh, Wolfbreaker! Are they gonna get through? Has he used a tornado? No dam, không? Một dam, không được, không được. Wow! Just wow. Mà dưới là chưa đâu, xuất hiện đi. Rồi, đặt ban kia thật lý, gây hợp lý. Nine defense. Nine, nine, nine. Mất công 4 và 5, 9 enemy. It's also very, very good against the Royal Hogs if they come out. But in this case, might not be quite as effective. Ah, it'll still be quite effective against, you know, It's not bad. It's hard against pretty much everything. Ở băng kia hơi chậm, chậm hơn so với nhịp của Miner và vẫn bị đam. Mà bây giờ là Warbreaker. Phải dùng Tornado để defend Warbreaker. Và bây giờ anh Thao và anh đặt Miner. Một cái deck cực kỳ là khó chịu. Phải nói là Miner sử dụng cái deck này, phải chế được cái deck này tuyệt vời như thế nào. Tại cuối cùng là bóng sao rồi. Tại con văn kia hơi sớm, chụp không bắn được. Xoay thẻ để dùng lock xoay thẻ. Mà tới giờ chờ sẽ bắn vào. Phải dùng poison rồi. Bánh hai bên. Cực kỳ là khó chịu. Tuy nhiên trong tuần này thì rất nhiều nam đến từ Skeleton. Zach hình như đánh hơi vội. Suddenly evens out the score. There is the miner. There are the wall breakers, the bats, the magic archer. There's a lot of stuff here. Magic archer didn't find an angle. Still doesn't find an angle through the Valkyrie. Xbow Master anh ta đặt nguyên đợt ở băng kỳ rất là tốt. Ice Wizard on the left hand side. He's gonna get a couple of hits in. Poison cho Magic Archer rồi. Wolf Breaker đẩy lên! Được không? Không được. Just in time with the Valkyrie, but a lot
of Elixir. Đẩy Mazinga chơi đi. Đập lệch cao vậy, Mazinga chơi đập cao quá. Look at how far away this magic archer is. Mazinga chơi đập cao quá. Poison is down as well. Log coming down to try to get through these skeletons, but a couple nice hits here as another miner is attempted but deflected by Xbow Master. Yeah, that magic archer did get a connection with beautiful tornado. Ooh, nó rất là hay. The ice is on the left. Rất là hay. Tuy nhiên thì Zach đánh vội lắm. Thực sự là Zach anh ta muốn anh ta chặn tay cũng không được mà. So not quite enough here. Breaker bên trái. Mazinga chơi bắn baby. Rất nhiều đam đến từ Mazinga chơi. Rất đánh hay quá. Có stream mà không? Có anh không stream nào? Mày muộn. Sealed up, ready for delivery. Tối nhá, tại vì là CRL final nó đánh rồi, vậy là stream nó cũng chả được bao nhiêu phút. Mệt. CRL tối nay CRL quá, CRL West final, nó đánh final nhá, playoff nhá. Họ sẽ đánh cuốn chiếu, vì vậy là mọi người nếu có rảnh thì xem. Yeah, that was good play. Jack. And then you open up the miner to go wherever it wants, because the Valkyrie is what Xbow Master ideally wants to be using to deflect. Thực sự, Zach đánh quá hay. Zach, càng ngày đã thể hiện một cái skill của Zach cũng tuyệt vời. Yeah, you're right. As soon as that goblin can come down, those wolves are quicker than like... Wow, xem Zach đánh phê quá. It's like, you see it and it's like running at the speed of sound, like just jumping in with those wall breakers. It's like, ah, there's my window. It's like a mosquito where you leave like the tiniest little gap in your window. Zach xoay deck của nó là quá nhanh mà làm cho Xbow Master của anh ta nhiều pha xử lý nó quá là khó. Đặt con bích cộng, đặt con Mazinga chờ tuyệt vời. Pha đặt Mazinga chờ tuyệt vời. Anh ta cũng vừa hát xì giống mình. Ok, let's go Jack. Good luck. Maybe the last game. This is where he usually shines, back against the wall. If he loses one more time, it is game over. But Jack has shown time and time again this season, he can close out anything. Yes. I mean, he's insane. He's insane this season. He is playing so well. This is like peak Jack. A lot of people consider him to be the best player. Oops, that didn't split. Yep, you can see we get that. They're having those wall breakers to split properly. Bên này thì ổ gang, gõ lock bait rồi. Dưới lại cái kia lock bait rồi. That's how we all feel when that happens. That's a great emote, one of my favorites. It is one of the best emotes in the game. But here we have the baby dragon moving up towards the tower for Jack. Miner on the left-hand side for Xbow Master. Does cycle out that log. Miner cũng là tornado. Zach hình như là chơi lava rồi. Lava. Này. Oh, Xbow. Executioner. Holy shit. Is here from Xbow Master. A fireball hurts it, but it is going to get changed targets. Cả bài hơn rất nhiều, tuy nhiên rất nhiều đam đến từ đấy. Miner Executioner, maybe the last như là văn kỳ không nhỉ? Nguy hiểm văn kỳ lắm. Văn kỳ, đoán ngay. Especially when it's live, alright? Alright, so anyway. Looking at the deck so far, we've seen every card from Xbow Master. Wallbreakers, Miner, Execution of Valkyrie. I think he's got a pretty strong deck here against what Jack has shown. Exactly what I was saying. Oh, there's lava in. Just like that. Superb answer to that lava hound. And he's got a lot of ways to... Ah, hình như tớ... Ui, tớ tornado vừa rồi, hình như là bị lỗi và chưa active King Tower. But as long as Xbow Master can utilize this executioner effectively, now I'm not sure... Mình nghĩ là chỉ cần đẩy lava được một hướng mà... Thực ra là dùng Fireball để cho Executioner sẽ hợp lý. Bên này cũng có Văn Kỳ. Một cái tornado tuyệt vời. Con này. Sao giáp tuần đấy nhỉ? Giáp ơi, tại sao lại giáp tuần đấy? No way. Một Baker đầu. À quên, Baker đi cake đầu. Văn Kỳ.
Nếu mà ra Vampire Hunter này thì sẽ bị thiệt đấy Lee. Thôi dùng con baby thôi. Đổi hướng không? Đổi hướng đi. Ồ, Bucky, chúng ta có Bucky. Chúng ta có Bucky, chúng ta giết được cái tên này. Bỏ cái tên, bỏ cái trạng. Đúng rồi. It still gets a ton of damage. 5-4 đẩy Executioner không kia. Executioner in cycle for Xbow Master. There is the miner and a zap. Rồi, nice, nice zap. Executioner is down and there is a lot here for Jack. Will Xbow Master be able to hold on here? Zap đánh hay quá. Has to use the miner defensively here. Zap đánh hay quá. The miner is there. And that is it. Jack. Jack. Executioner is why we don't see much lava hound around it.